Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 12 tháng 8, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới toàn diện về cả công tác quản lý và chuyên môn theo tinh thần nghị quyết 29. Hưng Yên tăng 14 bậc về chuyển đổi số. Mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích lúa và cây ăn quả tại một số địa phương trong tỉnh. Lễ Vu Lan báo hiếu, nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Vấn nạn lừa đảo qua tin nhắn tuyển dụng, làm việc nhẹ, lương cao. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2021-2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, kế hoạch năm học 2021-2022 bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Ngành giáo dục đã chủ động chuyển từ dạy và học trực tiếp sang học trực tuyến, học qua truyền hình, phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vaccine cho học sinh và giáo viên. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục nâng lên và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021. Có 37 trên 39 học sinh đạt giải Olympic khu vực quốc tế, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với chủ đề đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, năm học 2022-2023, ngành giáo dục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như phòng chống và ứng phó với thiên tai dịch bệnh, tăng cường giáo dục chính trị với nhà giáo và học sinh, sinh viên, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới toàn diện về cả công tác quản lý và chuyên môn theo tinh thần nghị quyết số 29. Giáo dục cần nhìn thẳng vào những điểm còn hạn chế, chủ động tìm giải pháp, phấn đấu xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ. Ngay sau khi hội nghị kết thúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành địa phương chuẩn bị cho hội nghị tổng kết năm học tại Hưng Yên. Đồng chí yêu cầu báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ bám sát chỉ đạo của cấp trên, đặt ra mục tiêu cụ thể, chi tiết, tránh tình trạng chung chung, nhất là với một số vấn đề được dư luận quan tâm như tuyển biên chế giáo viên, mua sách giáo khoa, cho học sinh mượn, xây dựng trường chuẩn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu cơ bản đến năm 2025 đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt trên 30%, đến năm 2030 đạt trên 40%, tầm nhìn đến năm 2045 giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao, trở thành địa phương phát triển tốt đầu cả nước về giáo dục nghề nghiệp. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Hưng Yên tập trung thực hiện đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, đó là truyền thông, nâng cao hình ảnh thương hiệu và giá trị xã hội của giáo dục nghề nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính cho giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. Theo kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số DTI năm 2021 của các bộ tỉnh thành vừa được Bộ Thông tin Truyền thông công bố, tỉnh Hưng Yên tăng 14 bậc so với năm 2020, xếp vị trí thứ 35. Với hơn 0,1 điểm giá trị tăng thêm, tỉnh Hưng Yên tăng tới 14 bậc, từ thứ 49 lên thứ 35 trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số các tỉnh thành phố năm 2021. Tổng điểm giá trị của tỉnh Hưng Yên là 0,3781. Xếp hạng của trụ cột chính tỉnh Hưng Yên là chính quyền số xếp thứ 36, kinh tế số xếp thứ 31 và xã hội số xếp thứ 32 cả nước. Trong các chỉ số thành phần của Hưng Yên có chỉ số xếp hạng khá cao như thể chế số xếp thứ 10, an toàn thông tin mạng xếp thứ 16. Tuy nhiên, tổng điểm giá trị của Hưng Yên vẫn chưa đạt mức trung bình của cả nước. Đây là năm thứ hai chỉ số chuyển đổi số được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số với cơ quan thường trực là Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu các tỉnh thành, còn Bộ Tài chính dẫn đầu các bộ trong bảng xếp hạng năm nay. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và kéo dài, đã làm cho một số diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả bị ngập úng cục bộ.
Theo tổng hợp báo cáo nhanh ngày 12 tháng 8 năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh có khoảng 1.730 ha rau màu, lúa, cây ăn quả bị ngập úng, trong đó diện tích lúa là 560 ha, cây ăn quả là 830 ha, rau màu, hoa cây cảnh là 340 ha. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã huy động hết công suất các trạm bơm tiêu để tiêu nước. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần tập trung kiểm tra khơi thông dòng chảy. Tiếp tục vận hành các trạm bơm tiêu thoát nước cho những diện tích cây trồng còn bị ngập úng. Đối với diện tích lúa bị ngập úng, phải tiêu thoát nước thật nhanh, đảm bảo mực nước ruộng từ 3 đến 5 cm đối với ruộng lúa đang đẻ nhánh, 5 đến 7 cm đối với ruộng lúa đã đứng cái để cây lúa làm đồng được thuận lợi. Đối với cây ăn quả, chủ động thu hoạch những diện tích nhãn đã chín hoặc sắp chín nếu cây bị ngập úng để cây hồi phục nhanh. Phải gạn tháo ngay, không để nước đọng vũng quanh gốc cây nhãn, cây ăn quả có múi, chuối và các loại cây ăn quả khác làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây và chất lượng quả. Do ảnh hưởng của bão số 2 trên địa bàn các huyện Kim Động và Ân Thi có mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to gây ngập úng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp. Từ đêm qua đến sáng nay ngày 12 tháng 8, trên địa bàn huyện Kim Động có mưa vừa mưa to, lượng mưa trung bình trong hai ngày 11 và 12 tháng 8 trên địa bàn huyện đo được là 230 mm. Mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số diện tích lúa mới gieo vãi bổ sung và một số diện tích rau màu, cây ăn quả ở các xã Ngọc Thanh, Sông Mai, Đồng Thanh, Đức Hợp. Trong đó, xã Đồng Thanh có trên 230 ha cây ăn quả gồm cam, bưởi, thanh long bị ngập úng cục bộ. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn và các xã thị trấn hướng dẫn nông dân gạn tháo nước trong đồng. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi đã vận hành 19 trạm bơm úng với 64 tổ máy để bơm tiêu úng đối với những vùng trũng ngập, bảo vệ hoa màu, tài sản cho nhân dân. Đến 8 giờ sáng nay, ngày 12 tháng 8, lượng mưa đo được trên địa bàn huyện Ân Thi là 160 mm. Mưa to đã ảnh hưởng đến trên 210 ha lúa, 31 ha cây rau màu, cây trồng trên địa bàn huyện. Một số diện tích lúa có nguy cơ ngập úng cục bộ. Một số địa phương có diện tích lúa ngập cục bộ như Quang Vinh, Nguyễn Trãi, Bắc Sơn, thị trấn Ân Thi. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành nhiều trạm bơm để bơm thoát nước ở các diện tích khu vực trũng thấp. Mưa lớn đã làm cho một số diện tích trồng lúa và rau màu ở huyện Tiên Lữ bị ngập. Hiện địa phương đang tập trung khơi thông dòng chảy, tháo gạn thoát nước. Khoảng 40 ha trồng lúa ở các xã Thủ Sĩ, An Viên, Hương Đạo và 10 ha rau màu tập trung chủ yếu ở xã Hương Đạo, huyện Tiên Lữ đã bị ngập. Do mực nước lớn ở cả ruộng và hệ thống thủy lợi nên dẫn đến tình trạng ngập cục bộ. Công tác khơi thông dòng chảy được thực hiện kịp thời. Huyện Tiên Lữ vẫn tiếp tục chỉ đạo tháo cạn nước tại các cống Bắc Hồ, Quán Đỏ, Đông Cáp, Chợ Thi, Mai Xá và xả nước ở các trạm bơm Mai Xá, Chợ Thi, An Viên, Nhật Tân, Hương Đạo. Đối với cây lúa hiện nay đang ở giai đoạn đẻ nhánh, nếu thời tiết không còn mưa, nước được tháo kịp thời, bà con tập trung chăm sóc cây lúa sẽ khỏe trở lại. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo với ý nghĩa là ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Vào những ngày này, đông đảo người dân lại hướng về nguồn cội, hướng về công ơn của đấng sinh thành với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo nên một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Gia đình ông Nguyễn Văn Môn ở khu phố Nam Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên được biết đến là gia đình có truyền thống nền nếp trên kính dưới nhường. Trong nhà ông luôn đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm của các thành viên dành cho nhau. Dù công việc bận rộn nhưng các con của ông bà vẫn luôn biết cách thu xếp để có thời gian chăm sóc, đỡ đần ông bà công việc hàng ngày. Tình yêu thương, lòng hiếu thuận vì thế đã luôn được vun bồi và phát triển. Mình cũng ý thức được cái trách nhiệm cũng như là cái đạo hiếu của một người làm con với bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ thì cũng luôn là quan tâm chăm sóc. Mong là ông bà sẽ luôn khỏe mạnh ở bên cạnh con cháu để gọi là cái phúc của gia đình. Không phải là ngay lúc ốm đau mà những ngày thường này các cháu cũng chăm sóc, cũng chăm lo. Các cháu nó quan tâm, càng quan tâm đến bao nhiêu thì chúng tôi tuổi già lại càng phấn khởi, vui với nhau. Sau 2 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19, năm nay lễ Vu Lan Phật lịch 2566, dương lịch 2022 đã trở lại trong niềm vui chung của mọi người. Tại các chùa và cơ sở tự viện, nhân dân và các tín đồ Phật tử đến để tham gia vào các nghi thức mang nhiều ý nghĩa và cảm xúc như tụng kinh Vu Lan,
kinh báo hiếu phụ mẫu, cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ, tổ tiên trong gia đình, cùng các nghi thức bông hồng cài áo tri ân công đức sinh thành của cha mẹ. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Được nghe những bài thỉnh giảng của thầy, được đọc cái kinh Vu Lan, bản thân mình ấy thấy rằng phải báo hiếu bố mẹ nhiều hơn, cố gắng làm cho những người cha người mẹ của mình ấy được vui vẻ hơn, đấy chính là cách báo đáp tốt nhất. Nhà chùa chia sẻ và lan tỏa cùng mọi người, cha và mẹ đó là một vị Phật, một vị Bồ Tát ở trong gia đình. Nếu như bố mẹ ở trong gia đình mình không kính ngưỡng, không phụng dưỡng, không chăm sóc, không yêu thương thật lòng mà đi lên chùa để cầu khấn cũng không có ý nghĩa gì. Và Vu Lan tháng 7 không dành cho riêng ai, cũng không dành cho tôn giáo nào cả. Nếu ai có cha có mẹ đều có cái mùa Vu Lan và báo hiếu. Mùa Vu Lan chính là mùa của yêu thương, mùa của báo ân báo hiếu, nhắc nhở mỗi chúng ta hãy luôn sống sao cho vẹn tròn hiếu hạnh, luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Đây cũng là nét văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, huyện Ân Thi đã khuyến khích các hợp tác xã trong huyện nâng cao năng suất làm long nhãn, tăng nguồn thu nhập từ quả nhãn. Toàn huyện Ân Thi hiện có 4 trên tổng số 45 hộ chế biến nhãn có máy sấy long bằng điện. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Thăng là thành viên của hợp tác xã Bảo Tiến, xã Tiền Phong đã mua máy sấy làm long nhãn. Cứ một tạ nhãn quả tươi sau khi sấy khô được hơn 10kg long nhãn. Trung bình một ngày gia đình anh Thăng sấy được 2 lò với 60kg long nhãn. Gia đình ông Nguyễn Văn Tòng, hợp tác xã Đan Lộc, được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ân Thi hỗ trợ máy sấy làm long nhãn nên mỗi ngày sấy 30kg long nhãn. Các hộ có máy sấy sản xuất long nhãn năng suất cao hơn 30%, đỡ độc hại cho người làm, chất lượng long cũng đảm bảo hơn. Hiện giá long nhãn tại thời điểm này là khoảng 200.000 đồng một kg. Bên cạnh các cách thức tiêu thụ long nhãn qua chợ truyền thống, các thành viên hợp tác xã của huyện Ân Thi tích cực tiêu thụ tại thị trường như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, kết nối với khách hàng qua các siêu thị, cửa hàng hoa quả sạch, đưa quả nhãn lên sàn thương mại điện tử theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đã tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con đi hội chợ nhãn Lý Thái Tổ, Ô Cốp ở trên Hà Nội để tiếp xúc thương mại, và vừa rồi lại mở hội tiếp xúc thương mại hội chợ nhãn lồng tỉnh Hưng Yên để tìm các đối tác để bán long nhãn, chủ yếu là tiêu thụ từ các thương lái ngoài. Để giải quyết bài toán tiêu thụ bên cạnh việc xuất bán quả tươi, một số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cử đã đầu tư máy sấy để chế biến long nhãn, giúp bảo quản lâu hơn và làm tăng giá trị của nhãn Hưng Yên. Huyện Phù Cử hiện có hơn 50 cơ sở chế biến long nhãn, đa số các cơ sở chỉ sản xuất trong 2 tháng thu hoạch nhãn. Nguyên liệu nhãn tươi được thu mua trên địa bàn huyện và từ 2 vựa nhãn lớn của tỉnh là thành phố Hưng Yên và Khoái Châu. Những năm gần đây, một số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn các xã Minh Tiến, Nguyên Hòa, Minh Tân và Quang Hưng đã đầu tư máy sấy long nhãn công nghiệp để đảm bảo độ ẩm cũng như chất lượng long nhãn được đồng đều và đặc biệt an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông thường 9 đến 10kg nhãn tươi sau khi sấy khô cho được khoảng 1kg long nhãn. Giá long nhãn sấy máy cũng cao hơn so với sấy bằng phương pháp thủ công. Hiện long nhãn được sấy bằng máy đang được các cơ sở chế biến trên địa bàn huyện Phù Cử xuất bán với giá từ 200 đến 300.000 đồng trên 1kg. Chủ động tiếp cận thị trường, thiết lập nhiều hình thức bán hàng đang là hướng đi mới của các hợp tác xã và chính quyền xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Bán hàng online trên các trang mạng xã hội, bán nhãn quà, bán buôn cho các cửa hàng bán lẻ ở nhiều tỉnh thành và đặc biệt là xuất cho các đơn vị như Bưu điện tỉnh, Sen Đỏ. Nên từ bắt đầu vào thời điểm thu hoạch nhãn chính vụ, hợp tác xã nhãn lồng Tiên Châu, Phố Hiến đã xuất bán được gần 30 tấn nhãn quả tươi và đưa vào chế biến gần 40 tấn nhãn làm long cho các thành viên trong hợp tác xã. Hợp tác xã đây là thu mua của mọi người dân trong làng đây thì nói chung là cũng rất gì là nhiều. Chuyến này là chuyến thứ 3, thứ 4 rồi đấy. Hợp tác xã tôi cũng đi ký kết với một số đơn vị cũng như là cái sàn điện tử Bốt Mát.
thì năm nay cũng thu mua cho chúng tôi là 100 tấn. Riêng cái hàng quà của chúng tôi cũng nhiều, hàng ngày chúng tôi vẫn tiêu thụ được 5-7 tấn. Còn cái sản lượng mà không đạt được tiêu chí hàng quà thì chúng tôi cũng lại cân sang hàng năm. Thì một ngày thu mua cho chúng tôi là từ 20 đến 30 tấn. Cái sản lượng năm nay của chúng tôi chắc là khả năng là tiêu thụ hết được cho bà con. Thay đổi phương thức sản xuất, trong đó chú trọng sản xuất vải vụ, sản xuất Việt Gáp, sản xuất theo hướng hữu cơ, đặc biệt là nhân rộng các tấm nhãn lồng quý như Cùi Cổ, Đường Phèn đã giúp việc tiêu thụ nhãn của các thành viên trong hợp tác xã nhãn lồng Đễ Châu trở nên thuận lợi hơn, được giá hơn. Hiện tại hợp tác xã đã bán được trên 20 tấn quả tươi trên tổng sản lượng trên 200 tấn quả với giá từ 25 đến 100 nghìn đồng trên 1 kg. Hồng Nam được đánh giá là địa phương hội tụ nhiều giống nhãn lồng phổ biến như Hương Chi, Đường Phèn, Cùi Cổ, T2, T6. Hiện toàn xã có gần 200 hectare, ước sản lượng năm 2022 đạt gần 4.000 tấn quả, trong đó sản lượng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là gần 2.800 tấn. Xác định để tiêu thụ nhãn thuận lợi, bên cạnh việc tuyên truyền hướng dẫn nhân dân sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thành lập được 5 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác xã nhãn, xã Hồng Nam đã chủ động tổ chức các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm và là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn, kết nối các hợp tác xã với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Địa phương hết sức là quyết liệt, tích cực để kết nối với các doanh nghiệp, các đơn vị thu mua. Đến thời điểm này thì 5 hợp tác xã đều có các đơn vị về thu mua, khẳng định là năm nay Hồng Nam sẽ tiêu thụ hết cái sản lượng nhãn. Chủ động trong sản xuất tiêu thụ được chính quyền và các hợp tác xã trên địa bàn xã Hồng Nam thực hiện được xem là giải pháp hữu hiệu để vừa tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa là giải pháp để giúp bà con nông dân tiêu thụ nhãn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây rất nhiều người liên tiếp nhận được những tin nhắn mời làm việc bán thời gian tại nhà với mức lương rất hấp dẫn. Đã có không ít người tin và liên hệ để xin việc với hy vọng kiếm được một công việc dễ dàng mà thu nhập cao, nhưng tất cả chỉ là một chiêu trò lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Nhận được tin nhắn mời làm việc bán thời gian mà mức lương có thể lên tới cả triệu đồng mỗi ngày, chị Nguyễn Thúy Hòa ở huyện Tiên Lữ đã thử liên hệ và hỏi chi tiết công việc. Ngay lập tức, chị được một người mang danh nghĩa đại diện của Shopee liên hệ và trao đổi công việc. Tôi rất hay nhận được những tin nhắn mà mời làm việc trên TikTok, Shopee hay Lazada với cái mức lương từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi một ngày. Có rất nhiều tin nhắn, tôi cũng đã từng liên hệ thử với cả một bạn qua Facebook. Thì công việc của bạn mô tả là chỉ cần lên Shopee đặt hàng và sau đó thì họ sẽ trả lương cho tôi qua thẻ. Một ngày nếu như chăm chỉ làm thì có thể được lương từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một ngày. Sau đó thì bạn yêu cầu tôi cung cấp số chứng minh thư nhân dân, tài khoản ngân hàng và một số thông tin cá nhân nữa. Nhưng mà vì là tôi cũng lo sợ bị lộ thông tin nên là tôi đã không làm cùng bạn đó. Cũng giống như chị Hòa, anh Thuật ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên nhận được nhiều tin nhắn mời việc hấp dẫn. Anh đã liên hệ và thử làm việc một thời gian. Vì tò mò đấy mà tôi cũng đã thực hiện theo những cái yêu cầu cái bên nhân viên công ty đặt ra. Nhưng lúc đầu tiên thì số tiền rất là nhỏ và tôi thực hiện cũng rất là đầy đủ và tôi nhận được đúng cái lãi suất mà tôi có, chẳng là 150.000 và tôi được 180.000. Nhưng mà sau đấy thì càng ngày cấp độ nó càng cao, tôi cũng nghi ngờ. Tôi gọi điện tôi hỏi, có nhiều cái nó không trả lời được cho tôi nên là tôi mới dừng lại. Không may mắn như anh Thuật, chị M ở huyện Kim Động đã liên hệ theo số điện thoại trên tin nhắn quảng cáo. Chị được liên hệ tới một người dẫn dắt, hướng dẫn cách làm việc. Thời gian đầu công việc rất suôn sẻ, lợi nhuận đều đổ về lúc 22 giờ mỗi ngày, khiến chị tin tưởng và ngày càng đổ nhiều tiền vào đầu tư. Với số vốn ban đầu chỉ rơi vào 500-1 triệu mà tôi đã có cái thu nhập hấp dẫn. Tôi đã đổ dần số tiền vào và không hề rút ra, là dần dần cái số vốn của tôi lên đến gần 100 triệu. Và khi đó thì cái app đó biến mất và tôi không làm cách nào thì tôi có thể truy cập được cái app đó cũng như là tìm được người hỗ trợ và tìm ai hỗ giải quyết cái vấn đề của mình. Lúc đấy tôi cảm thấy rất là hoang mang và tôi cũng không dám nói cho gia đình mình biết vì cái số tiền đấy với tôi lúc đấy và gia đình tôi rất là lớn. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể nhận thấy có rất nhiều mánh khóe lừa đảo trên không gian mạng mà các đối tượng áp dụng.
Trong chương trình thời sự tối mai, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe gắn máy tụ tập lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông diễn ra trên nhiều tuyến đường trong tỉnh. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mới đây, một đoạn clip ghi lại được trên quốc lộ 5, đoạn đi qua phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, một thanh niên phóng với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường. Do không xử lý kịp thời đã lao thẳng vào đuôi chiếc xe ben khiến thanh niên nằm bất động trên đường. Hay gần ngã tư Bô Thời, thị trấn Khoái Châu, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu đã tông mạnh vào đuôi xe ô tô phía trước. Rất may, nam thanh niên này không bị văng ra giữa đường khi một chiếc xe đằng sau đang lao tới. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có mặt lúc 17 giờ chiều hàng ngày tại đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên, lúc nào chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp cảnh tượng một số thanh niên tụ tập rồi điều khiển xe lạng lách đánh võng. Không chỉ tại thành phố, các huyện như Khoái Châu, Ân Thi, Mỹ Hào, Yên Mỹ cũng diễn ra tương tự. Nhiều thanh niên tụ tập đua xe bốc đầu đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, tiếng ồn từ còi bô của xe máy mà các đối tượng sử dụng cũng gây mất trật tự cả một con đường.